Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một cái channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Yeah, và những cái số trước thì anh Bóng Đen cũng đã chia sẻ cho tụi em về cái cách làm CV như thế nào cho người ta si mê, đúng không? Rồi cách làm portfolio ha, rồi cách để cưa đổ nhà tuyển dụng. Vậy thì hôm nay sẽ nói về một cái chủ đề mà anh nghĩ là chắc là sẽ rất là nhiều bạn sẽ quan tâm, đó là cách phỏng vấn không bị phỏng mồm. Ok, let's go. Yeah. Ok, là tính ra thì khi mà tụi em muốn quan tâm về cái chủ đề phỏng vấn mà tụi em search trên mạng thì anh tin là sẽ có rất là nhiều những cái lời khuyên của từ những cái nhà tuyển dụng mà họ đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực về nhân sự nè, cũng như là những leader, những người trong ngành nữa. Vậy thì cái điều mà anh Bóng Đen muốn chia sẻ cho tụi em là cái gì và nó có gì đặc biệt? Thì những cái gì mà người ta đã nói rồi thì anh Bóng Đen sẽ không nói nữa. Ví dụ như là những câu hỏi nào thường gặp, rồi đối với những câu hỏi như vậy thì trả lời như thế nào, bla bla bla, vân vân. Thì cái đó thì anh nghĩ là ở đâu cũng có rồi, mà tụi em dễ dàng tìm thấy. Về cái điều mà anh nghĩ là nó đâu đó nó cũng sẽ có giá trị và nó cũng khá là đặc biệt, tức là sẽ không có ai nói cho tụi em biết, đó là những cái lỗi hay bị phỏng mồm mà tụi em thường hay gặp. Tức là anh góp nhặt lại được từ những cái kinh nghiệm thực tế cá nhân của anh thôi, thì có 5 cái lỗi phỏng mồm nhé. Phỏng mồm tức là anh nói một cách ví von á, là nhiều khi mình nói mà mình hay bị mắc lỗi á, mình không có ý tứ á, thì nó sẽ xảy ra một số cái trường hợp như sau. Cái lỗi phỏng mồm đầu tiên á, đó là nói xạo. Yeah, anh sẽ kể cho tụi nghe một cái câu chuyện như thế này. Đợt đó là công ty tụi anh tuyển dụng vị trí là designer, thì có một bạn đó là CV rất là đẹp, portfolio cũng rất là đẹp. Em nào tò mò không biết portfolio là gì thì có thể tới cái số 49 để nói về portfolio nhé. Thì ok, quay lại nè, portfolio cũng rất là đẹp, cái gì toàn comment khủng thôi, toàn là campaign to, rồi khách hàng cũng lớn, mà anh nhìn vào là thấy tuổi đời và tuổi nghề bạn này còn trẻ lắm luôn á, mà không hiểu sao mà bạn có thể trải qua được rất là nhiều những cái campaign lớn như vậy, và ở trong đó bạn viết luôn là bạn handle mọi thứ trong đó luôn. Rồi anh wow, thực sự là một là bất ngờ, một là cực kỳ bất ngờ nhé, hai á là có cái sự nể phục rất là lớn nha tụi em, bởi vì nhiều khi mình nghĩ mình bằng tụi bạn chắc mình không làm được như vậy luôn. Thì anh rất là tò mò và anh lập tức là mời bạn lên phỏng vấn luôn. Thì khi mà lên phỏng vấn thì anh ấy thì không có chuyên về designer, không chuyên về art, thì lúc đó là có anh art director có tham gia vào. Thì những cái gì chuyên môn thì anh cũng có hỏi. Anh ấy thì quan tâm nhiều hơn về văn hóa, về cái sự phù hợp và cái thái độ của bạn hơn. Còn đối với anh art director thì ảnh hỏi nhiều về mặt chuyên môn. Thì có thể là do kinh nghiệm của anh cũng lão luyện hơn, nên là anh hỏi một số cái câu. Thì một trong số những cái câu đó là anh hỏi về cái việc là cái vai trò của em trong những cái campaign đó là gì. Bởi vì ở trong đó ghi là toàn là nắm chính hết, thì hỏi là để làm một cái campaign như vậy từ đầu đến cuối thì em hãy kể ra đi. Thì tự nhiên nha, lúc đó tự nhiên bạn biến sắc. Lúc đầu thì bạn rất là tự tin nha, sau đó bạn biến sắc và bạn trả lời rất là ấp úng, mà bạn bị lắp bắp á. Thì nói chung là tụi anh cũng hiểu ra được vấn đề rồi. Thì tụi anh cũng cứ bình thường thôi chứ cũng không có trách gì cả. Thì sau đó bạn nó mới thú thật là thật ra là concept là có team làm rồi, về phần định hướng, về phần visual cũng một người leader bạn định hướng, bạn chỉ phụ trách một cái phần nhỏ nhỏ bé bé trong nó thôi. Đó, đại loại là như vậy, mà tụi em thấy ghê không? Như vậy thì đối với tụi anh là nói xạo rồi, nó không đúng sự thật đấy. Nói xạo là nói láo ấy, tức là nói bị sai sự thật rồi. Ví dụ như mình làm chỉ có một cái phần nhỏ trong đó thì mình cứ ghi là mình đóng góp một phần nhỏ thôi, chứ việc gì mình phải nói là mình làm những cái gì đó to tát, mình lead luôn cả một cái campaign như vậy, là một cái dự án to như vậy mà mình làm thì rất là khó tin. Thì đúng là khó tin thật. Không tin được. Thật ra thì lúc đó thì anh cũng không ra quyết định lựa chọn bạn này. Nó không phải nằm ở việc là skill bạn có đủ hay không, mà anh đánh giá nhiều về cái thái độ của tụi em.
Đầu tiên đó là cái việc mà khi mà nói xạo như vậy á thì sẽ gây mất lòng tin. Thì người ta nói một lần mất tín vạn lần mất tin mà. À, một người mà đã xạo ngay từ cái CV và portfolio như vậy thì sau này làm việc thì làm sao mà tin tưởng được. Đó, đó là một cái lỗi phỏng mồm thứ nhất nha. Rồi tới một cái lỗi phỏng mồm thứ hai, đó là nói lố. Nói lố là làm quá vấn đề lên hoặc là có một cái sự kiêu ngạo nhất định đó. À, chứ không phải nói lố là nói láo đâu nha. Ở một số vùng miền thì thường anh cũng nghe ở đâu đó Quảng Ngãi thì phải, thì người ta hay nói là nói lố nói sổ nói lố là nói láo nói xạo á. Nhưng mà cái lố ở đây anh không phải là nói xạo thì anh nói cái số 1 rồi đúng không, cái số 2 đó là nói lố, làm lố vấn đề lên, nói quá. À, nó khác với cái đầu tiên, đó là nói xạo có đôi khi là nói sai sự thật, nhưng mà cái nói lố nhiều khi mình có một cái sự kiêu ngạo và tự cao tự đại hơi quá. Thì anh có một cái ví dụ như thế này luôn. Hồi xưa anh có tuyển một bạn copywriter thì bạn này bạn bạn tự cao tự đại tới cái mức anh sẽ kể cho tụi em nghe như thế này để xem thử không biết là có ai gặp những người như vậy chưa. Khi mà bạn vào phỏng vấn, nói đúng hơn là cái CV và cái portfolio của bạn thì nó cũng không quá thực sự ấn tượng đâu, cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi mà gặp bạn phỏng vấn á, thì ok, anh mới nói anh thấy bạn tự tin, anh rất là thích. Anh thích những bạn tự tin, đúng. Những bạn trẻ tự tin anh thích thật. Mà bắt đầu anh phát hiện là càng ngày cái sự tự tin nó hơi thái quá. Cái sự kiêu ngạo nó vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của mình luôn. Khi mà bước vào rồi ok, bạn cũng nói chung là cái thái độ và gương mặt thì cũng khá là kênh kiểu đấy. Thì anh này anh sẽ không có đánh giá ngay từ những giây phút đầu tiên như vậy liền. Thì nghĩ là chắc bạn này bạn bạn tự tin thôi. Đến khi mà anh hỏi về chuyên môn hoặc hỏi về kinh nghiệm á thì thực ra không quá gì đó nổi bật đâu. Nhưng mà cái cách mà bạn bạn trả lời ấy thì bạn luôn thể hiện bản thân mình là một nói thẳng ra một cái từ mà mình hay 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 nghe dạo gần đây, đó là thượng đẳng ấy. Kiểu như là ở một cái level rất cao luôn á, nhưng mà không, lại tức là chỉ bạn nghĩ là bạn bạn thượng đẳng thôi, nhưng mà thực ra để mà lấy cái gì chứng minh cho cái thượng đẳng đó, chứng minh cho cái level cao như vậy á, thì không chứng minh được bằng thực tế. Thì có một cái câu chuyện như thế này luôn, là lúc đó anh mới hỏi là em đánh giá về cái khả năng viết của em như thế nào, thì bạn gái này mới nói đó là em nghĩ là em viết rất là đỉnh, rất là siêu, và em rất là sáng tạo trong câu chữ, nói chung là có rất là nhiều cái từ hoa mỹ. Thì anh nói ok, anh ghi nhận những cái điều đó, vậy thì em có cái gì để chứng minh những cái điều em nói là sự thật không? Bởi vì ở trong portfolio của anh thì anh không có thấy rõ những cái bài viết của em lắm. Thì bạn đó mới trả lời như thế này, anh mới vừa buồn cười mà anh cũng không ngờ là bạn có thể trả lời như vậy luôn. Bạn nói là thật ra em nói thật với anh á, em không biết là anh có biết tới tên tuổi của em không, nhưng mà em khá là nổi tiếng trong cộng đồng viết. Và em nghĩ là cũng không có nhất thiết phải đưa những cái đó vào portfolio làm gì. Em nghĩ là em chỉ cần đưa cho anh một cái link fanpage, vào đó anh sẽ tự đọc hết và anh biết được là vì sao mà em nói như vậy. Oh wow, anh nói thì đối với anh thì nếu như mà em có những gì hay thì em cứ share vào trong portfolio thì nó cũng tốt mà. Nhưng mà bạn đó nói là không. Bởi vì em nghĩ là em nổi tiếng trong cộng đồng viết, cho nên là em nghĩ là anh cũng sẽ biết chứ không nhất thiết em phải hỏi cái em câu đó. Trời ơi, anh kiểu như mày bị đứng hình mất 5 giây luôn tụi em, anh không ngờ luôn á. Rồi thì mà nhiều khi anh nghĩ lại sao lúc đó anh có thể bình tĩnh mà anh ngồi tới cuối buổi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, anh cũng hay, anh cũng tự thấy bản thân mình hay luôn á. Xong anh nói ok, vậy thì em có để đưa cho anh cái fanpage của em thì như thế nào, thì anh coi viết. Thì thực ra là độ về cái độ tương tác hoặc là nói chung về mặt chuyên môn này kia thì anh đánh giá thì cũng bình thường thôi tụi em, cũng không quá gì nó nổi bật. Và nếu như nói về độ phụ lớn thì thực ra cũng không có lớn lắm, một bài viết cũng tầm có vài chục người like thôi. Nếu mà nói về độ phụ hoặc độ tương tác thì nó cũng không nhiều, chất lượng bài viết cũng không cao. Thì anh cũng không biết bạn lấy cái cơ sở nào để bạn nói bạn là một người nổi tiếng hay là viết hay nữa, thì anh cũng không hiểu được cái đó, không biết gọi là cái ảo tưởng sức mạnh hay không thì anh cũng không không rõ. Nhưng nói chung là tùy người sẽ có các cảm nhận khác nhau. Thì anh kể cho tụi nghe về cái đó thì nó anh thấy hơi lố thật. Và chưa đâu, chưa hết. Khúc cuối còn có một pha rất là bá đạo này. Thì khúc cuối thì anh hỏi là em có một cái câu hỏi gì dành cho tụi anh hay không, dành cho anh hay không, bởi vì lúc đó có mình anh phỏng vấn thôi. Thì bạn đó mới nói là em thì không có câu hỏi gì hết nào hết,
Nhưng mà em có một cái sự góp ý chân thành với bên công ty anh. Trời, lúc đó anh bị giật mình tụi em. Anh bị giật mình bởi vì khá là đặc biệt. Bởi vì xưa giờ thì ứng viên sẽ thường hỏi liên quan tới lương, liên quan tới văn hóa, là một số cái liên quan tới bảo hiểm hay gì thôi. Nhưng mà lần này bạn này lại góp ý thì ok, anh cũng rất là open, gọi là rất là mở cái đầu mình ra để mình nghe những lời góp ý thì tốt cho mình thôi. Thì anh ok, được, em cứ góp ý. Trời ơi, lúc đó một gương mặt bắt đầu hơi hắt lên đúng không? Và nói là em không hiểu sao mỗi lần phỏng vấn người ta cứ hỏi đi hỏi lại những cái câu cơ bản như vậy. Em thấy mình sáng tạo, mình chả sáng tạo tí nào. Em nghĩ là thật là kiểu giống như là bạn đánh giá một cái buổi phỏng vấn rất là chán, đại loại là bắt đầu là ngồi than, bắt đầu tới cái level là ngồi than, bắt đầu là không có sáng tạo gì hết rồi. Em thấy thật là chán kiểu vậy đó. Bắt đầu anh ok, nếu như mà em nói như vậy thì anh cũng ghi nhận, và không biết thì em có một số cái đóng góp gì để cho lần sau nếu như mà theo em thì một buổi phỏng vấn như thế nào thì thú vị hơn. Thì anh vẫn kỳ vọng là bạn sẽ có một cái góp ý gì đó, nhưng mà lại không nha. Bạn đã nói anh không biết là bạn có một cái giải pháp gì hay không, nhưng mà bạn có nói lại với tụi anh đó là muốn sáng tạo như thế nào tự anh phải biết gì phải hỏi em, đại loại là như vậy. Trời ơi, anh cũng không biết đỡ cái ca này như thế nào cho phù hợp. Thực ra mà nói, cái việc mà mình comment hay là mình nói chung là nói thẳng ra là mình chê đi thì nó luôn dễ, mình nói thì nó luôn dễ, nhưng mà để tìm giải pháp cho nó, hoặc là để hành động, để thực thi, hoặc là để mình biến chuyển một cái điều nó chưa tốt thành một điều tốt hơn thì nó mới khó. Nói thì nói được, đúng không? Cho nên là đó, một cái bạn mà anh cực kỳ ấn tượng và anh nhớ tới tận bây giờ luôn. Đó là một người rất là hơi lố. Anh tạm gọi là hơi nói lố đấy. Thì chắc chắn rồi, với một người với cái thái độ và những cái kỹ năng như vậy thì chỉ có nổ bùm bùm thôi, chứ đâu có thực tế để mà làm đâu. Thực ra những cái người mà giỏi thực sự á, anh đây á, có một cái điều rất là nghịch lý, người ta nói rất là hay nha, đó là thùng rỗng thì kêu to nhé. Và những cái người gọi là lúa chín thì hay cúi đầu. Thì thường là anh thấy những cái người giỏi thật sự á thì người ta rất là khiêm nhường. Tụi em để ý mà xem, những cái người mà học mà họ đã giỏi, họ giỏi thật sự nha, thì thường là họ sẽ không có làm lố, và họ rất là khiêm nhường, họ rất là khiêm tốn, bởi vì họ biết được là những cái gì họ biết nó chỉ là một cái số rất ít thôi, cái số rất nhỏ, và họ cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Họ chả là ai hết. Còn mà ngược lại thì những cái người mà họ nghĩ mình rất là ghê gớm thì họ lại càng lố nữa. Cho nên là đó, tụi em để ý cái phần này, nói lố, hạn chế cái điều này, nó không hay một tí nào nhé. Nó không hay thuốc nào. Cái thứ ba đó gọi là cái gì ta, nói lòng và lòng vòng. Nếu mà nói về cái lòng và lòng vòng này á thì tụi em có thể để ý á, là thường á thì sao nhỉ, giống như là khi mà người tuyển dụng mà họ hỏi một cái câu gì đó, mình không có tập trung vào cái trọng tâm mà mình nói lòng và lòng vòng, nói không có đúng cái chủ đề, đúng không? Anh lấy ví dụ như thế này, chẳng hạn như một cái câu hỏi mà mình hay nghe đó là hãy giới thiệu 30 giây về bản thân mình ha. Thì có luôn, có cái trường hợp này, anh kể cho tụi nghe một cái câu chuyện thực tế luôn. Bữa anh cũng có gặp một bạn như thế. Thì anh sẽ không có đánh giá bạn là tốt hay xấu, anh nghĩ là chắc bạn chưa có thời gian để chuẩn bị thôi. Anh nghĩ nếu mà còn có thời gian chuẩn bị thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà tụi em cũng nên để ý cái điều này, cái chuyện mà nói lòng và lòng vòng nó không có tốt đâu nha. Bữa đó bạn có nói với anh là anh tính giờ luôn nha, anh tính giờ là 30 giây luôn á. Mình nói là dạ anh, thực ra thì anh thấy trong CV là em có nốt rõ là ABCD, thì em đang muốn kiếm một cái công việc phù hợp, và em thấy là mình dạ nói chung là thì bản thân em thì là một người mà vừa có những cái ưu điểm cũng như là cũng có những cái khuyết điểm, và em cũng tự ý thức được là những cái nào mà điểm mạnh của em thì là em sẽ phát huy, còn những cái nào mà điểm yếu của em thì em sẽ khắc phục, và em đang rất là cố gắng để khắc phục những cái điểm yếu để có thể phù hợp với cái yêu cầu công ty mình. Và anh nói đó rồi là hết mất 30 giây mà anh cũng thân không biết được là bạn có một cái giới thiệu bản thân nằm đâu. Đó, nói lòng vòng cuối cùng anh không biết trọng tâm là cái gì. Cho nên cái đây là một cái lỗi rất là hay gặp. Tụi em cũng nên để ý nha, mình chỉ có 30 giây để mình trả lời thôi. Thì cái cách làm sao thì tí nữa anh sẽ đề xuất và sẽ gợi ý cho tụi em ha.
Cái điều tiếp theo, một cái phỏng mồm, một cái lỗi phỏng mồm tiếp theo, cái số 4, đó chính là nói ngô nghê. Vì sao mà anh nói cái điều này? Đó là sao nhỉ? Thật thà hay là trung thực, à gọi là cái sự trung thực nó là tốt, nhưng mà đừng có quá thật thà, tức là những cái gì chuyện nhỏ chuyện lớn cũng nói ra hết thì nó lại thể hiện được cái sự quá ngô nghê của mình. À, anh lấy ví dụ nè, hôm bữa anh có gặp một bạn thì anh tuyển với vị trí là account á, thì anh mới hỏi một cái câu, đó là điểm yếu của em là gì. Tất nhiên là những cái gì trong lòng mình nghĩ á, nó là sự thật đúng, nhưng mà khi mình nói ra bằng lời á, bằng ngôn ngữ á, mình cũng nên lựa lời á, mình nói để cho nó phù hợp với cái ngữ cảnh, phù hợp với cái người nghe, đúng không? Chứ không phải là ở trong bụng mình có nhiêu là mình nói thẳng tuột bấy nhiêu, và mình lấy lý do là vì mình thẳng tính cho nên mình nói thế là nó phải không đúng. À, cho nên người ta mới có cái yếu tố là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đấy. Thì lúc đó là anh mới hỏi bạn đó là cái điểm yếu của em là cái gì, thì bạn có trả lời đó là em rất là nóng tính. Bắt đầu y như là đụng trúng công tắc, bắt đầu bạn nó xả ra, trời ơi em nóng tính kinh khủng. Có một lần em chửi xả từ trên em chửi xuống, em chửi đồng nghiệp, em chửi khách hàng, em chửi hết, em chửi bay bá luôn, em chả nể ai luôn anh. Bắt đầu bạn nó ngồi kể mà tâm huyết luôn. bạn nó chia sẻ và trời ơi tâm huyết cực kỳ. Bạn nó nói quá trời nói luôn, em chửi sếp em đâu có nghe ai đâu anh, em chửi hết luôn, em chửi từ trên em chửi xuống luôn đó. Trời ơi, lúc đó mà tụi em là người tuyển dụng thì em có sợ không? Cũng sợ cho đúng không? Thì anh biết là em nóng tính thật, nhưng mà cái cách mình thể hiện ra cũng không đến mức như vậy. À, còn cái cách mình trả lời như thế nào thì anh nghĩ là mình nên tiết chế lại, bớt nói những gì cần nói thôi, chứ không có nên ngô nghê quá như vậy. Thực sự rất là, lúc đó anh cảm giác được là bạn rất là ngô nghê, bạn vô tư, bạn không có để ý là những cái lời bạn nói là cái nào nó phù hợp, cái nào không phù hợp, mình nên tiết chế ở đâu, mình nên nói cái gì và không nên nói cái gì nhé. Thì lúc đó bạn có gì bạn nói bạn nói hết từ trên xuống dưới. Anh cũng vừa buồn cười mà vừa cũng thấy sợ luôn á, bởi vì bạn tâm huyết quá. bạn tâm huyết, bạn chửi bạn tâm huyết y như là cái đam mê vậy đó. Ừ, cái tiếp theo bữa anh cũng có gặp, đó là cái lúc mà anh hỏi về cái việc mà điêu lương, thì anh cũng nói ok cái vị trí này anh offer lương ở cái mức đó, thì là các bạn này bạn chê luôn. Tất nhiên lương thấp là người ta chê, hoặc là lương không đúng theo cái năng lực thì người ta chê là đúng. Cho nên anh mới nói chữ điêu lương, tức là mình có thể thương lượng theo đúng cái năng lực của mình, đúng không? Nó phải phù hợp với lại cái người tuyển dụng đưa ra, phải phù hợp với cái năng lực của mình nữa. Thì tất nhiên ai mà chả muốn lương cao, đúng không? Nhưng mà nó phải phù hợp mình nữa. Thì lúc đó bạn chê thẳng luôn, bạn nói thẳng luôn là trời, anh nghĩ sao mức lương đó đối với cái mức sống của em làm sao mà đủ được anh? Nào là tiền nhà, tiền ăn, tiền đi chơi, tiền hẹn hò, tiền đi du lịch, rồi em còn phải sắm sửa cái này cái kia, rồi em còn phải để dành tiền, rồi em còn phải đi đầu tư chứng khoán, rồi em còn phải làm này cái kia, sao mà anh có thể... Wow, trời, lúc đó anh cũng không tin là bạn có thể nói lên như vậy luôn. Thì tất nhiên thì anh cũng sẽ không đánh giá bạn như thế nào, anh chỉ thấy là ok, có thể là bạn có sao bạn nói vậy, những cái gì trong lòng bạn nghĩ sao thì bạn tuôn ra hết như vậy thôi, chứ bạn cũng không có điều tiết được là mình nên nói gì hay nên không nên nói gì đấy. Ừ, thì cái lỗi phỏng mồm thứ tư đó là lỗi nói ngô nghê ha, là nói một cách rất là thẳng tuột tuột luôn á, và thiếu cái sự chọn lọc. Một cái lỗi phỏng mồm cuối cùng á, đó là nói rập khuôn. Giống như là tụi em tưởng tượng là mỗi khi mà tụi em lên mạng để tụi em coi cái cách nào là phỏng vấn, câu hỏi này thì nên trả lời thế nào á, thì nếu như mà tụi em search ra được thì hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng triệu người ngoài kia cũng search ra được cái nội dung đó. Tụi em đồng ý không? Chính vì vậy cho nên á, là nếu như mà tụi em bê nguyên một cái giọng văn đó để tụi em nói lại y xuông y đúc ở trong cái buổi phỏng vấn, thì cái người mà tuyển dụng họ nghe họ biết liền à, trăm phát như một. Bởi vì tụi em sờ ra được thì người tuyển dụng họ cũng sờ ra được vậy, tụi em đọc được thì người tuyển dụng cũng đọc được vậy, y chang văn mẫu luôn, đọc bla 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 y chang luôn. Anh nói một cái ví dụ đây, anh có buồn cười nè, là cái câu này là cái câu mà anh thấy thường là mọi người hay nói rập khuôn nhất nè. Đó chính là cái hãy nói về điểm yếu của em ấy. Ừ, hãy nói về điểm yếu của em, thì bắt đầu mới nói là em có một cái điểm yếu, đó là em quá cầu toàn trong công việc. Em cầu toàn tới mức mà chỉ cần sai một cái lỗi nhỏ thôi em khó chịu, em không ngủ được. Rồi em nghĩ đó là một cái điểm yếu mà em rất là trăn trở. Đó, kiểu vậy. Anh nghe thì không biết đúng hay sai, mà anh nghe hơi quá quá kiểu gì. Và nghe nó cứ y xì đúc ở trên mạng ấy.
Hoặc là em có một cái tính đó là em mê công việc. Em mê công việc tới mức độ mà quên ăn, quên ngủ, rồi quên đi hẹn hò, rồi kiểu nghe mà mình thấy cũng hơi dạ dạ kiểu gì ấy, đúng không? Nghe nó không có thực tế lắm, và nó khá giống với trong văn mẫu ấy, thì nghe nó không có chân thành. Đó, nói chung là như vậy. Cho nên là năm cái lỗi phỏng mô mà thường hay gặp nhé. Một là nói xạo nè, nói sai sự thật ấy. Hai á, là nói lố, làm lố, ảo tưởng sức mạnh, nói quá vấn đề lên, hiểu không? Cái số 3 đó là nói lòng và lòng vòng. Cái thứ tư đó là nói một cách rất là ngô nghê, nghĩ sao đó vậy. Cái thứ năm đó là nói rập khuôn nha. Đó là năm cái lỗi phỏng mồm mà tụi em nên để ý và nên tránh nếu được nhé. Vậy thì làm sao để chữa được cái lỗi này? Thì anh có một số cái chia sẻ, một số cái kinh nghiệm anh có thể góp ý cho tụi em có thể tham khảo nha. Nếu thấy nó phù hợp với mình thì cứ tham khảo. Thì bên cạnh năm cái lỗi phỏng mồm thì cũng có năm cái chiêu để giúp cho mình tránh bị phỏng mồm ha. Thứ nhất đó là hãy nói sự thật. Tránh vì là mình nói xạo thì mình cứ nói sự thật thôi. Nói sự thật không đồng nghĩa với là cái gì cũng nói. Nói sự thật tức là mình làm được cái gì thì mình cứ thể hiện trong CV và trong portfolio như vậy, và mình chia sẻ đúng là cái vai trò của mình trong cái dự án đó là gì. Ở trong công ty để mình làm cái gì, mình làm những cái gì thì mình cứ chia sẻ ra. Đó, đó là cái đầu tiên, đừng có nói sai sự thật. Bởi vì cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Mình cứ nói, gọi là có một cái câu rất là hay, đó là khi mình nói sự thật á thì mình đang nói một câu chuyện của quá khứ. Còn khi mà mình nói sai sự thật, mình đang nói láo á, là mình đang nói một câu chuyện trong tương lai. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi mà mình nói xạo một cái ý A thì mình phải tìm một cái phương án, nếu như trong tương lai người ta có bẻ cái ý A thì mình lại phải để thêm một câu chuyện A phẩy để cho nó phù hợp với cái A. Cho nên là luôn ở trong tình trạng thấp tha thấp thỏm để mà tìm cách đối phó. Vậy thì ngay từ đầu không nói thật luôn đi là xong rồi, bởi vì nó đã xảy ra rồi, và một câu chuyện trong quá khứ mình chỉ thuật lại thôi mà. Tụi em thấy đúng không? Thứ nhất đó là nói sự thật. Cái thứ hai đó là nói đúng trọng tâm. Nói đúng trọng tâm tức là khi mà người ta đặt ra câu hỏi thì tụi em gói nó lại thành một cái ý chính thôi. Chẳng hạn người ta nói rất là lòng vòng, cuối cùng người ta rút ra một cái câu hỏi gì đó thì mình nên tóm cái ý của người ta hỏi và mình tập trung vào câu hỏi đó. Anh lấy ví dụ là người ta nói rất là nhiều công ty anh thế này thế kia, rồi văn hóa thế này thế nọ, nói chung là đó là cái khúc dạo đầu. Ok, mình nghe cho biết, sau đó người ta mới tóm lại là nói là em mong muốn một môi trường như thế nào. Đó, thì mình bắt ra được là những cái yếu tố nào mà mình mong muốn vào một cái nơi để mình làm việc. Đó, mình gói nó lại và sau đó khi mình trả lời thì mình tập trung vô cái ý đó thôi. Em muốn một công ty như thế nào, văn hóa như thế nào, sếp như thế nào, đồng nghiệp như thế nào, phúc lợi như thế nào, tính chất công việc như thế nào, cái sự nghiệp thăng tiến ra làm sao. Đó sẽ đành nha. Họ hỏi cái gì thì trả lời cái đó, đừng có vòng vèo, đừng có trả lời là hôm nay em đi làm em gặp một con mèo đi ngang đường, xong em thấy thương nó quá, xong em mới dắt nó đi chơi, xong rồi bắt đầu em đi lòng vòng rồi mới tới công ty, sau đó rồi em nghe câu hỏi của anh bây giờ em mới trả lời, thì nó rất là lòng vòng nhé. Không có nên, không có nên. Hoặc là như cái câu mới nãy mà anh trả lời, anh có đặt ra phía trước á, cái lỗi phỏng mồm mà nói chuyện lòng vòng đấy, đó là hỏi một cái câu mà giới thiệu mình 30 giây, thì mình cứ tập trung á, trả lời theo những cái gì đó rất cơ bản thôi, những cái nội dung mà tụi em cần phải tập trung á. Một á là họ tên tuổi background, là cái đó là bắt buộc phải có, nói rất là nhanh ngắn gọn. Cái thứ hai nói về cái kinh nghiệm làm việc của mình, kỹ năng mà thế mạnh, năng lực thực sự cốt lõi của mình là cái gì. Đó là mấy cái đó là nói nhanh được. Một cái nữa đó là cái sự nổi bật, cái sự khác biệt, cái tính unique á, là cái tính độc nhất của mình so với người khác là gì. Chẳng hạn như là mình có cái khả năng á, là mình rất là mạnh trong cái việc là viết những cái thể loại hài hước. Đó là thấy có một cái điểm nhấn. Bởi vì là nếu như mà nói viết tốt không á thì sẽ rất là nhiều người viết tốt. Vậy thì tốt như thế nào và có một cái ngách nào đó để mình thể hiện được không? Đúng không? Hoặc là nếu như mà nói thuyết trình hay, hay là như thế nào? Ví dụ như là em có một cái đặc biệt tài, đó là mọi thứ trên đời em đều quy ra câu chuyện hết. Đó, ví dụ vậy. Tự nhiên thấy bạn này hay đấy. Rồi là em rất là có năng khiếu trong việc là kể chuyện hài. Đó, kiểu thế. Và một cái điều cuối cùng á, tụi em cũng nên nhấn mạnh ở khúc cuối, đó chính là cái sự phù hợp của mình với công ty. Bởi vì em đã biết là công ty mình đang tuyển một cái bạn mà rất là đa dạng, đa dạng trong ngành hàng, đa dạng trong cái lối viết, và em là một cái người có cái tính đa dạng đó. Ví dụ như thế, thì tự nhiên người ta nghe chỉ cần 30 giây thôi là tụi em bán được mình rồi.
nha, cho nên hãy trả lời đúng trọng tâm nha. Rồi, cái điều tiếp theo, cái số 3, cái tip số 3 đó là nói lễ độ. Vì sao anh dùng chữ lễ độ? Cái chữ lễ độ rất là hay nha. Nó có hai từ nè. Đây là theo cái khái niệm, sự định nghĩa của anh thôi nha, cho nó không phải đại diện cho cho quy chuẩn xã hội đâu. Yeah. Đối với anh thôi, cái chữ lễ độ á, lễ là ok, lễ nghĩa, lễ phép. Cái lễ phép nó thể hiện ra, nó không chỉ là cái cách mà tụi em nói, cái cách tụi em dùng từ ngữ, mà nó còn thể hiện ở sắc thái nè, về trang phục nè, cử chỉ, hành động của tụi em nữa. Cái lễ phép của mình á, nó thể hiện qua cái cung cách khi mà tụi em bước vào một cái công ty, và đặc biệt là khi mình đi phỏng vấn, mình đến một cái nơi hoàn toàn mới, tức là mình và họ lần đầu gặp nhau. Thì lần đầu gặp nhau thì hãy giữ một cái sự lịch sự nhất định, đàng hoàng, chuyên nghiệp nhá. Lễ phép ý tứ thôi, đừng có bổ bả. Có một cái trường hợp như thế này, hồi trước anh có gặp, thì có một bạn nam, thì bạn nó vào thì lúc đầu cũng bình thường, đến khi tụi anh nói chuyện vài câu thì bắt đầu bạn gọi là nói chuyện rất là bổ bả, cười hơi lớn tiếng, và cảm giác như là giống như là anh em ta là quen nhau 8 tỷ năm về trước vậy đó, kiểu hơi vồ vập một tí thì sẽ khiến cho người đối phương hơi bị sợ. Cho nên hãy giữ một cái ý tứ nhất định, lịch sự nhất định thôi, nhã nhặn ha. Đó là cái chữ lễ, lễ phép nữa. Nói nên có chủ ngữ, vị ngữ, có thưa, có dạ, vân ạ, vân vân, để cho có một cái sự tôn trọng nhất định với cái người tuyển dụng của mình. Nếu mà thường là anh nghĩ người tuyển dụng đâu đó cũng sẽ lớn tuổi hơn tụi em đấy, hầu như là như vậy. Cho nên mình cũng nên biết trên biết dưới nhá. Đó là chữ lễ ha. Chữ độ, độ có nhiều cái hay nha. Anh nói là phải lễ độ thì tổ nghề mới độ đấy. Độ, tụi em có thể liên tưởng tới cái việc đó là độ cao, độ thấp. Trong cái chuyện mà mình nói chuyện á, cái độ cao, thấp, trầm bổng đấy, ở trong cái sắc thái mà mình nói. Cái thứ hai, độ vừa có thể là trường độ, đó là độ dài ngắn. Mình nói nên có ngắt nghỉ, nó phù hợp, và cũng không có nên được kéo dài quá một cái từ nào đó. Ví dụ như là lê thê, cũng như là người ta hỏi là hôm nay em thấy như thế nào. Dạ em thấy rất là vui à, kiểu hơi dài, hơi kỳ nhây. Mình nên tiết chế lại bớt nha. Nói chung cũng mình cũng đi làm rồi, chứ cũng phải còn con nít nhỏ nữa, cho nên là để ý mấy cái đó. Đó là trường độ ha. Hai, và một cái điều nữa là cái này là anh lấy trong máy ảnh đó, là khẩu độ. Khẩu độ nha, khẩu á, anh có thể mình chơi chữ chút xíu, khẩu là miệng đi ha. Khẩu độ giống như là cái độ mình nên để ý là cái gọi là gì, cái khuôn miệng của mình á, mình cũng nên luyện để cho nó phù hợp. Mình nói nó cũng vừa phải, đừng có cái khuôn miệng của mình đừng có hô hố quá, nhìn nó không được đẹp mắt và nó không được ý tứ. Nó vừa phải thôi, mọi thứ nó vừa chỉnh chu, gọn gàng, lịch sự là ok. Cái độ tiếp theo là tốc độ nha. Tốc độ là nói về cái độ nhanh chậm của mình. Những cái gì mà đôi khi là có một số người là nói quá chậm, chậm đến mức độ mà buồn ngủ luôn á. Hai á, là nói quá nhanh, nói như súng bắn lưng thanh á, tạch mà mình không có nghe được. Gọi là anh nhiều khi anh buồn cười, anh ví là cái tốc độ nói của em tụi em đôi khi nó còn nhanh hơn cái tốc độ tăng giá của xăng nữa. Nó vừa nhanh mà nó không có điểm dừng luôn. Thì đó là tốc độ ha. Cho nên là mình để ý cái tip số 3 đó là nói lễ độ ha, vừa lễ phép vừa có những cái độ mà anh vừa mới nói cho tụi em đấy. Cái điều thứ tư, cái tip số 4 đó là nói nhấn nhá. Vì sao mà anh lại để cái yếu tố này vào? Bởi vì thường là tụi em khi mà tụi em nghe một cái bài nào đó, hoặc là nghe một ai đó thuyết trình, hoặc là tụi em coi một bộ phim, hoặc nghe một bài hát mà nó không có điểm nhấn, tụi em nghe xong tụi em quên ngay. Vì sao mà anh lại đặt cái title của cái podcast này là phỏng vấn được không phỏng mồm? Ít ra thì anh cũng có nhấn cái chữ phỏng này với phỏng kia, thì tụi em đôi khi giữa hàng trăm những cái bài về phỏng vấn thì có một cái bài nào đó của anh Bóng Đèn nói về chuyện phỏng mồm. Về phỏng mồm nó là cái gì, tức là nó phải có những cái điểm nhấn như vậy. Thì nó sẽ gây cái sự chú ý và xây sự ghi nhớ nhiều hơn. Thì trong cái quá trình tụi em phỏng vấn cũng như vậy á, tụi em nên có những cái điểm nhấn để cho người tuyển dụng nhớ tới mình hơn, phân biệt mình với những ứng viên khác, và đặc biệt là làm mạnh những cái thế mạnh của mình á. Highlight, người ta gọi là highlight. Đó. Thì highlight lên những cái thế mạnh của mình. Và cái cách để nhấn nhá
nó cũng đơn giản thôi. Nó có 3 cách mà tụi em có thể áp dụng nè. Một á là có một cái thứ mà anh thấy trên mạng mọi người hay nói, đó là những cái gì mà quan trọng thì phải lặp lại 3 lần ấy. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đó là kiểu kiểu thế. Thì tụi em cũng có thể cân nhắc sử dụng. Không nhất thiết là mình phải nói 3 lần cùng một lúc, nhưng mà đâu đó trong những câu trả lời của mình á, nó sẽ lặp đi lặp lại những cái keywords mà tụi em muốn nhấn vào. Anh lấy ví dụ, tụi em đang rất là tin vào một cái thế mạnh, một cái năng lực lõi của mình. Đó là cái việc mà tụi em viết được đa dạng nhiều ngành hàng đi. Thì tụi em sẽ lặp lại cái điều đó trong những cái câu trả lời của mình một vài lần. Thì người ta nghe nhiều lần tự nhiên người ta nhớ. Và người ta sẽ ghi nhớ tụi em là khác so với những cái bạn khác á, nó nằm ở chỗ đó. Hoặc là tụi em có thể nói cái thế mạnh của mình là rất là điềm tĩnh chẳng hạn. Thì em sẽ thể hiện cái điều đó qua những lần mà em trả lời câu hỏi. Và tụi em sẽ hãy lồng ghép những cái yếu tố liên quan tới điềm tĩnh, bình tĩnh vào đó. Thì nếu như mà mình làm một cách gì đó có chiến lược á, thì chắc chắn là anh nghĩ sẽ mang lại hiệu quả tốt ha. Cái thứ hai mà tụi em có thể nhấn nhá được, đó là cái lúc mà mình đang chuẩn bị nói về cái điều đó, tụi em nói chậm lại nhá. Ví dụ như mà đang nói rất là nhiều thứ và nói tới cái là ok, bên cạnh đó thì em có một cái điểm mạnh, đó là em rất là điềm tĩnh. Đó, tự nhiên cái người ta lắng lại, người ta nghe khúc đó liền nha. Đúng không? Tụi em thấy có hợp lý không? Cái tiếp theo đó là anh vừa mới làm cho tụi em luôn, đó chính là cái sự dừng lại nha. Thế là mình nói tới đó xong mình dừng lại để cho người ta còn ngắm nữa. Chứ nếu như mà mình nói là ok, thế mạnh của em là điềm tĩnh và bên cạnh đó, đó nói chung là nó lướt qua thì người ta sẽ không có ghi nhớ được đâu. Mình muốn nhấn vào cái điểm gì mình nói xong mình nên nghĩ một chút để cho người ta thẩm thấu cái điều đó, nó sẽ thấm lâu hơn nha. Rồi, một cái tip số 5 đó chính là nói theo ý mình. Nói theo ý mình nó sẽ tránh cái trường hợp bị phỏng mồm mà lúc đầu á, là nói rộng khuôn đấy. Thì nên nói theo ý mình. Nói theo ý mình tức là tụi em hình dung như thế này, có thể là những cái thứ mà những người đi trước mà người ta chia sẻ cho tụi em về những cái kinh nghiệm hoặc những cái bài học á, thì đó là cái kinh nghiệm riêng của họ. Và mình học theo những cái đó để mình đúc rút ra được những cái cốt lõi thôi. Và mình sẽ biến nó thành của mình. Một là mình dùng cái trải nghiệm thực của mình này, mình nói những câu chuyện mình trải qua thực á để mình chia sẻ. Và những cái câu từ, những cái lời văn á, nó nên là của mình, chứ không nên lấy bất kỳ của một ai hết. Bởi vì như thế này, mỗi chúng ta là một cái bản thể khác nhau. Anh tin là tất cả những em đang ngồi nghe cái podcast này, anh nghĩ là tất cả tụi em đều là những người sinh ra với một cái sứ mạng đặc biệt. Và tụi em có những cái thế mạnh rất đặc biệt, không ai giống ai hết. Và tụi em cũng có những cái cuộc đời riêng của tụi em. Tụi em trải qua những cái câu chuyện riêng mà chỉ có một mình tụi em có thôi. Và mỗi người sẽ có một câu chuyện rất riêng đó, nó có tính unique đó, nó không ai giống ai cả. Và tụi em hãy bám vào cái tính unique đó, rồi tụi em tự tin vào bản thân mình và làm cho nó mạnh hơn. Đã, ok không? Anh tóm lại nè, có 5 cái tips nha. 1 là nói sự thật, 2 là nói đúng trọng tâm, 3 là nói lễ độ, 4 là nói nhưng mà nhấn nhá đó, 5 đó là nói theo ý mình. Yeah. Và đây chính là những cái điều mà anh bóng đèn đúc rút được trong những cái năm mà anh làm nghề, và anh thực lòng muốn chia sẻ những cái điều đó với tụi em. Thì tụi em nếu cảm thấy cái này nó hay, nó hữu ích với mình và những người bạn của mình, thì có thể chia sẻ cái podcast này đến cho nhiều người cùng biết nhá. Và cảm ơn tụi em đã luôn ủng hộ và lắng nghe podcast của Bóng Đen. Tụi em có thể theo dõi cái trang fanpage của Bóng Đen. Ở trên đó thì anh share rất là nhiều cái nội dung, những cái ý tưởng hay trên thế giới, cả Prenet rồi những cái TVC vân vân. Thì tụi em có thể lên đó để tiếp cái lửa sáng tạo của mình hàng ngày. Đó chính là cái điều mà anh Bóng Đen, rồi là cái sứ mạng của anh muốn làm cho cái nghề, cái nghiệp của mình ha. Rồi, cảm ơn tụi em đã lắng nghe. Chúc tụi em sức khỏe, có thật nhiều niềm vui. Và tụi em có thể nghe podcast của Bóng Đen trên Apple Podcast, trên Spotify và trên Sadio. Yeah, bye bye.